Mới đây, huyện Thoại Sơn tổ chức lễ khánh thành thư viện thân thiện. Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thoại Sơn, đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh cùng sự có mặt của tập thể thầy cô giáo và các em học sinh của trường. Thư viện thân thiện của trường tiểu học A Dòng Đông, xã Dòng Đông, huyện Thoại Sơn với những nỗ lực và sự cố gắng trong việc quản lý và thực hiện các yêu cầu chuyên môn. Trong năm 2020, thư viện của trường đã được cấp trên công nhận là thư viện đạt chuẩn theo quyết định số 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, thư viện của trường có khoảng trên 800 đầu sách. Khu tô màu làm đồ chơi cho các em được bố trí trong môi trường thân thiện, đảm bảo không chỉ đơn thuần là chỗ để đọc sách mà nơi đây còn được bố trí nhiều góc hoạt động, thu hút các em thích đến với thư viện nhà trường hơn như góc viết vẽ, góc sáng tạo, góc nghiên cứu, góc trò chơi. Thư viện thân thiện đi vào hoạt động nhằm góp phần hướng đến cho các em học sinh trở thành người có thói quen độc lập, có kỹ năng đọc và thói quen ham đọc sách để bổ sung kiến thức phong phú cho các em trong tương lai.